Đang bới tóc tóc, Cổ Ngân nói chuyện thừa kế tài sản của bạn trai tỷ phú gây chú ý, không quá hy vọng để đỡ hụt hẫng, khẳng định đến là vì yêu không vì tiền. Chị có ước lượng được số tài sản sắp thừa kế chưa hả? Chưa em, tại vì họ muốn nghĩ chị không có nghĩ về điều đó. Người ta nói đừng có hy vọng thì sẽ không thất vọng. Sau khi công khai chuyện quay lại với bạn trai là tỷ phú người Mỹ WinCat U70, Cổ Ngân lại tiếp tục được cư dân mạng quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc phúc cho cặp đôi, cũng có rất nhiều bình luận không tích cực cho rằng cặp đôi đến với nhau vì nhiều lý do khác chứ không đơn thuần là tình yêu, mà là vì tài sản khổng lồ. Cụ thể, Cổ Ngân đã chia sẻ quan điểm về thừa kế tài sản của bạn trai tỷ phú khi nhận được câu hỏi từ cư dân mạng về ước lượng tài sản sẽ nhận được từ người yêu. Trả lời câu hỏi này, người đẹp cho biết mình không nghĩ về vấn đề này vì đừng có hy vọng thì không thất vọng. Bên cạnh đó, cô cho biết từ xưa đến giờ mình là người độc lập, tự chủ, cái gì của mình thì chắc chắn là của mình, còn của người ta thì không quan tâm vì không phải của mình. Lấy ví dụ cho quan điểm của mình, Cổ Ngân khẳng định tiền của em đi làm rồi bạn trai đòi lấy hết, giành giật tiền của em thì lúc đó em nghĩ sao? Trong khi em còn chưa cho ba mẹ hay người thân cái gì luôn mà tự nhiên một người băng ngang qua cuộc đời đòi thừa hưởng tài sản mà chưa biết người đó sẽ đi cùng em trong bao lâu. Ngoài ra, cô gái này cũng cho rằng cuộc sống có nhiều thay đổi, không biết tương lai sẽ thế nào. Nếu chẳng may xảy ra dịch bệnh, hàng triệu người chết thì lúc đó nhiều tiền cũng không có ý nghĩa gì. Chia sẻ về cơ duyên với bạn trai, cô cho biết vị tỷ phú người Mỹ lướt Instagram và thấy ấn tượng với Cổ Ngân, vì vậy ông đã nhắn tin làm quen. Sau đó cả hai có cơ hội gặp gỡ và WinCat đã ngỏ lời yêu nữ người mẫu sau buổi hẹn hò đầu tiên. Tuy nhiên, cô lại không đạt được thành tích hay dấu ấn nào. Thời điểm đó, nữ người mẫu còn vướng nhiều điều tiếng vì không có tài năng gì đặc biệt. Người đẹp từng chia sẻ rằng vô tình lúc chia tay bạn trai, tôi biết hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam mở rộng tuổi và tôi vẫn còn phù hợp, nên khi vừa chia tay bạn trai được 15 phút tôi đăng ký thi hoa hậu luôn. Sau khi rời khỏi cuộc thi, Cổ Ngân nuôi mộng tham gia cuộc thi sắc đẹp và chương trình cô tham gia có tên Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2018, nhưng đáng tiếc là không tổ chức. Trước đó, người đẹp từng tiết lộ khi học xong phổ thông, bản thân cô đã muốn đi thi hoa hậu nhưng sau đó có bạn trai, anh người yêu thì ghen và không muốn bạn gái mình đi thi nên Cổ Ngân đành gác lại. Cổ Ngân giờ đây đã có một cuộc sống khá kín tiếng. Cô duy trì công việc người mẫu KOL trên mạng xã hội và thường xuyên chia sẻ những đoạn clip TikTok. Sở hữu vóc dáng nóng bỏng, chiều cao 1m70, cô nàng thoải mái diện những trang phục cắt xẻ. Nữ người mẫu luôn xuất hiện với những item sang chảnh, đắt đỏ chứng tỏ cuộc sống đủ đầy. Dù sở hữu làn da ngâm, Cổ Ngân vẫn thích diện những trang phục có màu sắc nổi bật. Chiếc váy xanh càng tôn lên vẻ gợi cảm và hình thể chuẩn của mỹ nhân sinh năm 1994. Thử sức với tóc xoăn sumi, người đẹp mang đến cảm giác có phần cổ điển nhưng xen lẫn sự cá tính. Ngoài đời, Cổ Ngân có phong cách ăn mặc khá phóng khoáng, hiện đại và yêu kiều. Những chiếc đầm body tôn dáng hay chiếc áo trễ ngực kèm lối trang điểm cực tây trên làn da nâu căng bóng khỏe khoắn làm người đẹp trở nên vô cùng thần thái và sang chảnh. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô gái sinh năm 1994 này luôn khiến mọi người phải thán phục và trầm trồ vì ngoại hình và trang phục rất đầu tư. Cổ Ngân thường xuyên diện những bộ đồ phong cách cá tính và có phần quyến rũ. Dù không có bạn trai tỷ phú bên cạnh, người đẹp vẫn duy trì cuộc sống độc thân viên mãn, làm việc tích cực và tận hưởng những điều xa xỉ mua sắm cho bản thân. Chưa kể, người đẹp từng cho biết sau khi chia tay bạn trai tỷ phú, cả hai có thời gian suy nghĩ và nói chuyện với nhau. Bạn trai cũ cũng cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian đẹp nên cả hai đã cho nhau không gian riêng và cuối cùng quyết định hẹn hò trở lại. Cổ Ngân và bạn trai tỷ phú người Mỹ từng có chuyện tình gây xôn xao. Tuy nhiên, việc cặp đôi chia tay trước khi tiến tới hôn nhân từng khiến người hâm mộ chú ý. Song điều quan trọng là cả hai đã quyết định cho nhau cơ hội làm lại từ đầu. Phía dưới chia sẻ của Cổ Ngân, nhiều người đã bày tỏ sự đồng tình bởi cho rằng cô nàng suy nghĩ như vậy nên mới yêu được tỷ phú. Bởi vì trong chuyện tình cảm đôi lúc phải nắng mưa, nhưng cuối cùng cả hai vẫn chọn đi chung đôi với nhau.